Rồi. Ai ngày kết thúc chúng ta kéo nó xuống cho những ô còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tên công việc thì dựa vào mã công việc và cái bảng bên dưới. Thì sáng chúng ta xác định rồi nó là VLOOKUP cấp đúng không? Bởi vì cái bảng này trình bày theo cột cho nên chúng ta dùng V. Dựa vào mã công việc chúng ta lấy mã công việc phải đi tìm trong cái bảng này. F4 phải chúng ta lấy cột tên công việc, tức là cái cột này sẽ là cột số 2 trong bảng màu đỏ ha. Chúng ta gõ lấy cột số 2, giá trị giờ tìm bằng 0, đóng ngoặc. Nhớ là cái bảng chúng ta luôn luôn F4 nha. Rồi ngày bắt đầu thì dựa vào mã công việc và bảng thông tin dự án ngày bắt đầu thì chúng ta cũng làm giống y chang như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm có một cái cách nữa là chúng ta VLOOKUP vẫn lấy mã công việc phải đi tìm trong cái bảng này, nhưng mà mỗi lần chúng ta làm chúng ta phải quét cái bảng rồi chúng ta nhấn F4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái cách thứ hai, đó là chúng ta quét cái bảng này, sau đó chúng ta đặt tên cho cái bảng này luôn. Bảng này thì chúng ta đặt tên cho bảng thì trong name box chúng ta gõ cái bảng này là thông tin dự án, ví dụ như vậy, đặt tên enter. Thì như vậy bây giờ chúng ta có nguyên cái bảng này là cái tên là thông tin dự án, thì chúng ta cũng dùng VLOOKUP. Chúng ta sẽ đi lấy mã công việc phải đi tìm trong bảng thông tin dự án đây, nó sẽ lên nha, nhấp đôi vô rồi phải, lúc này chúng ta không cần phải F4 nữa bởi vì chúng ta đặt tên bảng rồi, đúng không? Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cột thứ 3 trong cái bảng thông tin dự án, cột số 3 trong bảng màu đỏ đó, phải không? Như vậy là chúng ta cũng có được cái kết quả. Đó. Lập trình ngày 24 tháng 6 nè, thấy chưa? Đó. Kéo xuống. Như vậy đó là cách thứ hai, thay vì chúng ta quét chọn bảng thì chúng ta đặt tên bảng. Bây giờ chúng ta có ngày bắt đầu, ngày kết thúc thì chúng ta tính số ngày công. Số ngày công thì tính ngày bắt đầu, ngày kết thúc và trừ những cái ngày nghỉ này ra, không tính những ngày nghỉ này vào, rồi trừ thứ bảy chủ nhật không làm. Thì chúng ta sẽ dùng hàm net work days. Chúng ta có start date ngày bắt đầu phải, chúng ta có end date ngày kết thúc phải, chúng ta có danh sách ngày nghỉ quét chọn và mình kéo nó đi, cho nên cái này nó phải nằm im chỗ, đúng không? Cái danh sách này nè, nó chỉ có 3 ngày này á, phải nằm im, cho nên chúng ta phải F4 cái này lại, chúng ta đóng ngoặc. Thì bây giờ nó sẽ ra được cái ngày, số ngày công. Đây là số ngày công thực tế. Số ngày công. Ủa sao nó có trừ vậy ta? Bắt đầu 24, kết thúc 2 tháng 6. Cái này nhập dữ liệu bị sai rồi đó. Chỗ này không phải tháng 6 mà nó là tháng 9 đó. Cho nó tháng 9 đi. Tự nhiên cái làm âm ngày xong được. Rồi. Sau đó tính lương. Lương yêu cầu tính sao? Dựa vào mã công việc và tra trong bảng lương. Coi thử cái công việc này lương bao nhiêu đô một ngày. Đó. Để chúng ta lấy cái mã công việc chúng ta đi tìm trong cái bảng này để lấy cái lương. Thì cái bảng này như lúc sáng thầy nói rồi, cái này chúng ta đang trình bày theo hàng đúng không? Cái hàng này là hàng mã công việc nè. Còn cái này là lương theo ngày nè. Đúng không? Bây giờ hoặc là chúng ta quét chọn đặt tên bảng, hoặc là ở đây thì chúng ta có làm có một công thức thôi, chúng ta khỏi đặt tên, chúng ta quét chọn F4 cho nó lẹ. Và cái này chúng ta xác định nó là theo hàng, cho nên chúng ta sử dụng HLOOKUP. Chúng ta lấy mã công việc đi tìm trong cái bảng này,
nhớ đừng có chọn cái hàng bảng lương nha, bởi vì cái này nó gộp ba ô lại, thấy không? Rồi chúng ta chỉ quét chọn cái này, chúng ta nhấn F4 phải lấy hàng số 2 phải giá trị vô tiền bằng 0, đóng ngoặc Enter. Như vậy chúng ta có được cái lương theo ngày cho từng công việc. À, bây giờ chúng ta tính ngày chênh lệch, số ngày chênh lệch thì ở đây cái thông tin dự án công việc này bắt đầu ngày này, thực hiện 45 ngày, kết thúc vào ngày này, đó là kế hoạch ban đầu đặt ra, đúng không? Công việc này làm chừng này ngày, kết thúc ở đây, đó là theo cái kế hoạch sẵn. Nhưng mà trên thực tế thì nó kết thúc không đúng như kế hoạch, nó sẽ khác đi, và đó chính là cái ngày kết thúc này gọi là thực tế nè, đúng không? Cho nên người ta mới tính, yêu cầu bạn tính cái số ngày chênh lệch giữa kết thúc thực tế và kết thúc theo kế hoạch, tính số ngày chênh lệch. Thì ở đây công việc lập trình là 14 tháng 10 là kết thúc, trên kế hoạch là lập trình là tới 11 tháng 11 kết thúc. Thì như vậy chúng ta sẽ tính chênh lệch thì chúng ta lấy cái ngày kết thúc theo kế hoạch, chúng ta trừ cho cái ngày kết thúc thực tế. À, số ngày chênh lệch dự kiến so với ngày làm việc thực tế của mỗi nhân viên đối với công việc, số ngày dự kiến của một công việc tra trong bản thông tin dự án. À, thì bây giờ để cái này là công thức của nó là gì này, bằng số ngày kết thúc theo kế hoạch nè, kết thúc theo kế hoạch chúng ta trừ cho kết thúc thực tế. Đó. Bây giờ cái ngày kết thúc thực tế là chúng ta có đây rồi, cái ngày kết thúc theo kế hoạch đó chúng ta cũng có ở đây, nhưng nó sẽ tùy theo công việc mà nó sẽ có ngày kết thúc tương ứng. Ví dụ thằng này thì kết thúc lập trình là kết thúc ngày 11 tháng 11, phân tích thì nó lại kết thúc 23 tháng 6 đó. Cho nên công việc của mình là đi tìm cái ngày kết thúc theo kế hoạch chỗ này, và muốn tìm cái ngày kết thúc theo kế hoạch chỗ này thì chúng ta phải lấy cái mã công việc chúng ta tìm trong cái bảng thông tin dự án, sau đó chúng ta lấy cái cột này, đúng không? Cho nên chúng ta phải dùng hàm VLOOKUP, chúng ta lấy mã công việc phẩy, chúng ta tìm trong bảng thông tin dự án phẩy, đó là cái bảng nãy mình đặt tên đó. Rồi mình lấy cột số mấy trong đây, lấy cột số mấy, số mấy, số 5, đúng rồi, số 5 nha, 1 2 3 4 5 nha, lấy cột số 5 phẩy 0, đóng ngoặc. Như vậy đây chính là cái công thức này, nó sẽ cho mình được là cái ngày kết thúc theo kế hoạch trừ ngày kết thúc thực tế. Kết thúc thực tế của người này nó nằm đây, hiểu không? Cái này các bạn hiểu không? Dạ hiểu. Ok. Rồi hiểu rồi thì quýnh enter xong. Đó. Nó ra ngày tháng 5 thì mình đổi nó lại thành bao nhiêu ngày? 28 ngày. Chứng tỏ là người này kết thúc trước cái kế hoạch đề ra. Còn những người mà bị số âm, có nghĩa là kết thúc sau cái ngày theo kế hoạch, tức là giống như làm trễ đó. Còn bạn này là làm sớm hơn kế hoạch là 28 ngày. Bạn này làm trễ mất 2 ngày. Bạn này trễ 4 ngày. Đó. Thấy không? Số âm sẽ là làm trễ. Để chúng ta bắt đầu tính lương. À, nếu nhân viên làm sớm hơn số ngày dự kiến thì được thưởng mỗi ngày là gấp đôi lương theo ngày. Ngược lại, nếu làm việc trễ thì phạt mỗi ngày thì đúng một ngày lương. Có nghĩa là những người nào mà làm sớm thì sớm bao nhiêu ngày thì nhân gấp đôi lên để tính lương, tức là mức thưởng chỗ này.
Thì bằng gì? Làm sao để biết sớm hay trễ? Thì chúng ta phải dùng gì? If. If gì mà? Làm sao để biết sớm? Sớm thì cái ngày chỗ này nó làm sao? Dương. Đúng rồi, nó dương, nó lớn hơn không? Tức là nó dương, sớm hơn. Nếu làm sớm hơn thì làm sao? Lấy được thưởng mỗi ngày gấp đôi ngày lương. Sớm hơn thì sẽ được thưởng gấp đôi, tức là nó lấy số này nhân 2 lên. Đó, gấp đôi. Rồi nhân với lại lương. Đúng chưa? Còn ngược lại thì phạt. Phạt thì trễ bao nhiêu ngày thì phạt bấy nhiêu ngày lương. Đó là lấy cái số ngày này mà chúng ta nhân với lương. Đóng ngoặc. Thấy không? Rồi, ok. Như vậy sớm 28 ngày thì được thưởng, còn nếu mà trễ thì bị trừ. Cái này trễ mất 2 ngày, trừ mỗi ngày của ảnh lương 27 đô thì 2 ngày trừ 54 đô bị phạt. Rồi, sau đó cuối cùng chúng ta tính tổng lương. Tổng lương thì nó như thế nào? Tính tổng lương là bằng lương cộng thưởng hoặc lương trừ cho phạt định dạng đô. Bằng lương cộng thưởng bằng lương. Đúng không? Thầy ơi, cái lương của thầy là thầy mới tính lương của một ngày thôi cả. Thì phải nhân với số ngày công để ra lương của người đó. Đúng rồi, phải nhân với số ngày công. Số ngày công. Tính lương nhân số ngày công, sau đó là sao nữa? Cộng trừ với cái thưởng phạt. Cộng trừ với thưởng phạt thì chúng ta cộng nha. Bởi vì chỗ này số âm thì tự nó trừ. Đúng không? Ví dụ như cái hàng ở dưới là tự nó trừ. Đó. Cộng trừ với thưởng phạt, tức là chúng ta sẽ cộng với thưởng phạt, tự động nó sẽ hiểu. Và chúng ta kéo nó xuống thì những anh nào ảnh bị âm là nó trừ ra. Nào. Đó. Nó lấy này nhân này nó cộng với trừ 54 đô thì nó sẽ ra được cái số này. Rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi dùng chức năng condition tô màu các dòng có ngày kết thúc trong tháng 11. Tô màu các dòng, tô màu cả cái dòng luôn. À, trong tháng 11 những cái nào mà kết thúc trong tháng 11. Nếu như chúng ta tô theo như bữa giờ chúng ta học thì chúng ta tô màu trong tháng 11 thì nó chỉ là cho cái cột này thôi. Bây giờ người ta yêu cầu là phải tô nguyên một dòng từ đây qua tới đây. Đó, kết thúc trong tháng 11. Được không? Thì cái cách định dạng đó như sau. Bạn sẽ quét chọn chúng ta quét chọn cái bảng và chúng ta quét trừ cái tiêu đề của bà của các cái cột này ra. Cái này là tiêu đề cột nè. Chúng ta chỉ chọn từ cái số thứ tự là 1, chúng ta kéo xuống hết bảng. Được chưa? Không có chọn cái tiêu đề cái màu xanh xanh đó. Sau đó chúng ta sẽ vào trong menu home, trong nhóm lệnh về styles. Chúng ta chọn và kết thúc trong tháng 11 thì chúng ta sẽ cho cái tháng nó bằng 11. Mà tháng thì chúng ta dùng hàm gì? Hàm gì mới học hôm bữa? Minh. Minh. Ừ. À, bạn đọc riết là tên thầy nó ra hàm luôn.
Và muốn dùng cái hàm trong cái định dạng có điều kiện, chúng ta phải tạo ra new rule. Bởi vì những cái này nó không thỏa mãn được cái yêu cầu của mình. À, nó không có đáp ứng được cái yêu cầu của cái đề ra. Cho nên chúng ta phải chọn new rule. Và chúng ta phải sử dụng một công thức. Sử dụng một công thức để chúng ta định xác định những cái ô theo cái định dạng. Và công thức thì nó luôn luôn bắt đầu với dấu bằng. Chúng ta xác định nó là tháng hàm minh mở ngoặc. Minh của cái ngày kết thúc. Ngày kết thúc thì chúng ta chỉ chọn ô đầu tiên. Nhớ là chỉ chọn ô đầu tiên của cái ngày kết thúc thôi ha. Và chúng ta cho nó bằng 11. Tháng nó bằng 11. Nhưng khi bạn chọn vào cái ô đầu tiên thì bạn thấy là nó sẽ đánh địa chỉ vô, và đánh địa chỉ ở đây là nó đánh địa chỉ cố định có một cái ô này thôi. Thấy không? Dấu đô trước F này, dấu đô trước số 3 nè. Bây giờ thầy muốn nó xét nè, F3 nè, F4 nè, F5 nè, F6, F7 rồi. Thì chỗ này thầy phải xóa cái dấu đô này đi để cho nó nhảy cái hàng. Được chưa? Xóa cái dấu đô chỗ này đi. Đó. Và chúng ta sẽ định dạng nó, tô màu cho nó. Tô màu thì chúng ta vô trong format. Format chúng ta chọn fill. Tô màu nó xanh đỏ tím vàng gì đó tùy ha. Màu vàng đi. Đó, nhìn cho nó nổi. Rồi, sau đó chúng ta chỉ cần bấm OK và hưởng thụ kết quả. Thấy không? Thì cái thằng nào mà kết thúc trong tháng 11 nó mới vàng lên. Thì lấy ví dụ như anh này, anh kết thúc trong tháng 11, tự động cái này nó sẽ vàng lên. Yeah. Anh này anh kết thúc hôm bữa là nhập cho bị lộn, anh kết thúc hôm tháng 10 thì bạn thấy tự nó bỏ đi. Đó, đó là định dạng tô màu dòng nha. Nó khác với lại hai cái, những cái cách định dạng hôm bữa. Nếu mà bạn nào mà quên cái cách làm thì hồi thì gửi lại cái clip bạn xem lại. Đây, đó là cái bài tập số 6. Bài tập số 6, bạn nào hỏi gì không? Có bạn nào không hiểu hỏi là chỗ nào không? Nếu không có thì thầy qua bài 7 nha. Chiều nay học ít quá, có 58 người. Chắc chắn là sẽ có một số người vô treo nick để đó. Tập số 7. Số 7 bài này có gì ta? Tên, lập công thức dữ liệu cho cột môn thi. Dựa vào hai ký tự cuối. À, cái bài số 6 á, là người ta yêu cầu dựa vào mã công việc tìm trong bảng. Cái bài số 7 thì bây giờ người ta không có dựa vào mã công việc nữa. Mà chỗ này người ta yêu cầu bạn lập công thức điền dữ liệu dựa vào hai ký tự đầu của mã thí sinh. Cho nên chúng ta phải đi lấy hai ký tự đầu của mã thí sinh trước. Muốn lấy hai ký tự đầu của mã thí sinh chúng ta dùng gì? Left, left. Đúng, chúng ta dùng left. Sau đó chúng ta lấy mã thí sinh phẩy 2, đúng không? Đó là hai ký tự đầu đúng không? Sau đó chúng ta dùng hai ký tự đầu này chúng ta đi tìm trong cái bảng. Bảng này mình xác định cột hay hàng trước cái đã. Dùng V2H. V. Dùng V đúng không? Dùng V thì chỗ này chúng ta đưa lên phía trước này là V. V lookup. Đưa lên phía trước nó hàm V lookup. Rồi nó là phẩy hai giá trị, xin lỗi, hai ký tự đầu giá trị vô tìm.
Rồi đi tìm trong cái bảng, bảng tra tên trường cũng tương tự như vậy, các bạn quét từ đây trở xuống thôi, F4 nó lại và lấy cột số 2,0 đóng ngoặc. Đơn giản không? Quá dễ. Đó. Cái đề thi thường người ta yêu cầu bạn tìm theo kiểu này chứ không phải giống bài số 6 là người ta cho cái mã là dựa vào cái mã đó đâu. Người ta cho bạn hai ký tự đầu nè, cũng có thể lấy hai ký tự giữa, cũng có thể lấy hai ký tự cuối gì đó, hai hoặc ba ký tự hoặc một ký tự vân vân. Đấy. NK là năng khiếu, năng khiếu. Gì đó, SP là sư phạm. À, chúng ta kéo nó xuống. Môn thi thì là dựa vào hai ký tự cuối. Khi các bạn làm bài thi các bạn cũng phân tích giống như thầy vậy ha, để cho nó dễ. Chứ không là các bạn chưa có quen là mà chưa nhiễm mà bạn đưa vô liền cái hàm V hay hàm H gì đó là bạn sẽ bị rối. Người ta yêu cầu dựa vào hai ký tự cuối thì đầu tiên mình lấy hai ký tự cuối trước cái đã. Right. Lấy trong mã thí sinh phẩy 2, chúng ta đóng ngoặc nó lại cho nó xong hàm right đó đã. Các bạn chỉ cần sai một cái dấu ngoặc thôi là nó báo lỗi liền nha. Rồi bây giờ lấy hai cái từ cuối tìm trong bảng tra môn thi. Bảng tra môn thi là bảng này. Bảng này trình bày cột hay hàng đây? Hàng. Hàng. Hàng thì chúng ta xác định được hàng thì chúng ta dùng HLOOKUP lần trước. HLOOKUP. Chỉ cho bạn cái mẹo, nếu như bạn dùng HLOOKUP, giả sử như bạn xác định bị sai, bạn dùng VLOOKUP thì phải đi tìm trong cái bảng này F4, cái bảng này phải lấy hàng cột số 2 gì đó đi à, rồi phải không thì chắc chắn nó sẽ sai, nó không ra. Bởi vì cái hàm này nó chỉ có hai cái thôi, bạn làm V không được thì mình chuyển qua mình dùng H thì nó ra. Vậy thôi. Bởi vì nếu mà làm V sai thì chỉ còn H thôi, với điều kiện là những cái thông số sau mình làm đúng nha. Đó. Kết quả. Kết quả thì cái câu này lúc sáng vậy rồi. À. Lập công thức đổi định dạng cột tên thí sinh có dạng chữ in hoa đầu mỗi từ. Lập công thức cho cái cột này thì bạn phải chèn thêm một cột nữa, chúng ta không đổi trực tiếp trên đây được. Ta phải chèn thêm. Chúng ta chọn insert, sau đó chúng ta đẩy những cái ô đang có qua phải. Ok. Và chúng ta có tên thí sinh bằng cái này là cái gì? Hàm gì? Proper. Đúng rồi, proper. Lấy cái này đóng ngoặc xong. Quá đơn giản. Không thể đơn giản hơn được nữa. À, định dạng cột điểm thi, định dạng cột thì chúng ta không cần quét hết ô, quét hết bảng nha, chúng ta chỉ cần quét cột thôi. Định khi nào mà định dạng dòng á, chúng ta mới quét cả bảng. Còn định dạng cột thì chúng ta chỉ cần quét cái cột cần định dạng thôi. Sau đó chúng ta chèn header footer trong Excel thì nó cũng dễ gấp mấy lần quật. Bạn muốn làm header footer thì chúng ta có hai cách ha. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ chọn nó dưới dạng là play layout bên cạnh cái công cụ nè, view normal nè, view play layout nè. Thấy không? Sau đó bạn đẩy nó lên, nó có header à, đẩy nó xuống bên dưới thì nó có footer. Thấy chưa? Còn đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, bạn có thể vô trong phần insert, bạn có công cụ insert header footer, nó nằm trong là
Ủa đâu? Nó nằm trong công cụ test. Nó nằm trong test. Chúng ta chọn header footer, insert header footer thì nó cũng ra y chang vậy thôi. Thì khi đó bạn nhìn thấy trên cái công cụ của mình ở đây nó có thêm cái header and footer nữa ngoài những cái menu chính. À, thì chúng ta có thêm cái tab header footer nữa. Thì tab header footer nó cũng có đầy đủ giống như bên Word vậy thôi. Các bạn muốn chèn cái gì thì bạn đặt con trỏ vô. Ví dụ chỗ này là bài thi công nghệ thông tin hay gì đó chẳng hạn. Rồi ở giữa bên phải, ví dụ như bạn chèn vô ngày tháng năm, hoặc là ở giữa này thì chúng ta chèn giờ current time, ở đây thì chúng ta sẽ chèn vào current date đó. Rồi bạn kéo xuống footer, bạn lấy chuột ra ngoài là bạn thấy liền. Bạn kéo xuống footer, ví dụ chỗ này thì chúng ta chèn vào cái đường dẫn của cái file. À, chúng ta chèn vào cái đường dẫn, ví dụ như là file path, hoặc là chèn vào file path, chèn vô đây. Chỗ này là chích ra cái đường dẫn nó nằm trên OneDrive, nó dài quá. Bỏ cái này đi. Cái này chèn tên file. Cái này thì chèn số trang. Trang thì chúng ta chọn page number thôi, đơn giản. Đó. Các bạn muốn gõ thêm chữ trang gì lần trước thì chúng ta gõ. Ví dụ chúng ta gõ trang. Thì khi đó nó ra trang 1, trang 2, trang 3. À, những cái nào mà có dữ liệu zoom nhỏ nó lại thì chúng ta sẽ thấy nè. Đó, trang 2, trang 3. Mấy này nó tầm thường quá ha. Tưởng gì khó chứ mấy nó thường quá. Bỏ. Ok chưa? Dạ rồi. Rồi. Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn bài mới. Chúng ta qua một số chức năng và hàm thống kê. Những cái hàm thống kê, các cái công thức để thống kê. Thống kê thì ngoài những công thức bình thường thống kê thì chúng ta hay dùng sum. À, thì sum thì nó tầm thường rồi. Cái gì chứ sum thường quá. Nếu chúng ta tính sum số lượng, chúng ta total, thì sum cộng hết cái đám này lại thì nó ra rồi, dễ. Vấn đề ở đây người ta không có yêu cầu bạn tính sum chung như vậy đâu, mà người ta yêu cầu bạn tính sum cho những người ở khu vực, sum theo khu vực, à, hoặc là theo tên. Ví dụ những người đây Kim, đây cũng Kim, đây cũng Kim rồi đó, tính tổng cái số lượng của tính tổng trị giá này, đây tính tổng trị giá bán hàng của nhân viên tên Kim. Nếu ta tính sum bình thường á thì nó sum hết, còn nếu ta tính sum cho từng người thì dùng hàm sum không tính được, chúng ta phải dùng hàm sum if mở ngoặc range dãy địa chỉ, dãy địa chỉ cần so sánh phải criteria điều kiện, cái này là điều kiện, phải sum range dãy địa chỉ cần tính tổng đóng ngoặc, đó chính là hàm sum if. Ví dụ luôn, tính lên đây luôn bằng
Smith. Nhỏ quá không? Lớn lên chưa? Bằng Smith. Bây giờ dãy địa chỉ cần so sánh. So sánh ở đây là nó lấy cái điều kiện này nó so sánh nè. Mà bây giờ mình không biết là dãy nào. Cái dãy điều kiện này đối với bạn mới làm cái hàm Smith này rất khó xác định. Bạn chưa hình dung là nó sẽ so sánh cái gì. Cho nên nếu như bạn chưa có biết được nó là dãy nào thì cứ hộp vậy đó. Phải. Rồi mình làm tiếp theo là điều kiện. Điều kiện thì người ta yêu cầu bạn là tính nhân viên bán hàng tên Kim. Kim thì nếu người ta yêu cầu mỗi tên Kim không thì mình gõ chữ Kim. À, đóng vô ngay. Phải. Some brand. Cái này thì nó có sẵn rồi. Nó dễ thấy hơn. Đó chính là dãy địa chỉ cần tính tổng. Tính tổng ở đây người ta yêu cầu mình tính tổng trị giá đúng không? Thì mình nhìn bên cái bảng chính của mình à. Thì trị giá là cái cột này. Mình quét chọn hết cái cột này. Và đóng mặt nó lại. Bây giờ quay lại xử lý ba cái hộp này. À. Bây giờ ba cái hộp này là cái gì? Dãy địa chỉ cần so sánh. Nó lấy điều kiện nó so sánh. Thì bạn nhìn xem nếu như chúng ta lấy Kim chúng ta so sánh thì trong những cái cột nào, trong những cái cột này, cột nào chúng ta cần? Nhân viên bán hàng. Đúng. Chúng ta chỉ có mỗi cái cột này nó mới có được cái chữ Kim hay chữ gì đó theo cái điều kiện. Bạn không thể quét cột số lượng được. Đúng không? Cột số lượng sao tìm ra chữ Kim trong đó. Bởi vì nó lấy cái Kim này nè, nó đi tìm trong cái A, cái dãy địa chỉ này nè. Đó. Cho nên chúng ta sẽ quay lại, chúng ta tìm cái dãy này nó rất dễ. Thấy chưa? Đó. Nhưng mà nếu như bạn để như vậy, bạn kéo xuống thì lúc nào nó cũng là số đó luôn. À, cái thằng này cũng Kim. À, nhưng mà cái ô này trật lất luôn. Rồi thằng này cũng Kim. Vân vân. Cho nên nếu bạn kéo như vậy là sai. Nó chỉ đúng cho đúng cái ô đầu tiên này ha. Còn mấy ô sau sai hết. Thì bây giờ làm sao để chúng ta làm cho nó đúng. Thay vì chúng ta gõ chữ Kim thì chúng ta sẽ chọn qua cái ô mà người ta đã làm sẵn cho bạn. Đó. Bây giờ nó sẽ lấy F4 nó đi tìm trong cái dãy này. Coi thử có cái ô nào gì có giá trị giống cái giá trị chữ này hay không. Giá trị trong ô F4. F4 là cái ô. Giá trị trong ô là chữ Kim. À. Rồi bây giờ chúng ta cũng ra được cái kết quả như vậy. Nhưng chúng ta kéo xuống nó vẫn sai. Lý do là bạn nhìn thấy nè. Cái khung này nó chạy xuống tới đây rồi. Thì như vậy muốn tính đúng cho cái bảng này. Thì chúng ta sẽ sao? Cái cột màu xanh này nè. Lúc nào nó phải nằm ở yên ở đây. Cho nên phải F4 đó là. Tương tự như vậy cho cái cột màu tím bên đây. Lúc nào nó không phải nằm ở đây hết. Đúng không? Thì chúng ta phải F4 nó lại luôn. Và bây giờ chúng ta chỉ cần Enter. Sau đó kéo nó xuống. Những cái ô bên dưới thì chắc chắn nó đúng. Thử nè. Đó bạn nào. Nó tìm những cái người nào tên Dung trong hai cái bên đây. Có thì đây Dung đúng không? À, được 2058. Đây Dung. Nó cộng với lại 4366. Đây Dung. Nó cộng với 7235. Kết quả cho ra là 13659. Và thầy thông báo luôn cái hàm sum if là cái hàm chắc chắn sẽ có trong đề thi. Câu thống kê. Bởi vì xong cái câu thống kê này thì sẽ là phần vẽ đồ thị. Cho nên nếu như bạn thống kê bị sai, bạn không thống kê được, câu đồ thị của bạn không có điểm luôn. Vẽ thì chắc chắn là vẽ tầm bậy chơi vui thôi, chứ không có ý nghĩa gì hết.
Rồi, hàm thống kê thêm một cái ví dụ nữa về cái SMIP cho bạn dễ làm. Đây, làm câu này luôn. Bây giờ người ta yêu cầu bạn thống kê tính tổng trị giá của những mặt hàng có số lượng lớn hơn 10. Tổng thì chúng ta dùng sum là chắc chắn rồi. Nhưng mà điều kiện là số lượng phải lớn hơn 10 cho nên chúng ta bắt buộc phải sum if. Ngoài ngoặc. Range, bạn không biết nó là cái gì thì cứ hộp 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 để đó. Phải. Điều kiện của chúng ta số lượng lớn hơn 10, bạn lưu ý những cái dạng điều kiện này ha. Số lượng lớn hơn 10 thì chúng ta sẽ đưa cái số lượng lớn hơn 10 thì chúng ta sẽ chọn số lượng. Bây giờ làm sao để chúng ta chọn số lượng lớn hơn 10? Làm sao để chọn số lượng? Thường chúng ta sẽ chọn như thế này và cho nó lớn hơn 10. Nhưng mà như vậy thì lúc nào nó cũng chỉ là so B3 lớn hơn 10 thôi. Nó chỉ so B3 lớn hơn 10 thôi. Phải. Sum range thì chắc chắn là cái cột này nè. Đó. Sum range thì chắc chắn cái cột này. Bây giờ làm sao? Làm sao để nó biết B3 lớn hơn 10, B4 lớn hơn 10, B5 lớn hơn 10? Thì thật ra cái số lượng lớn hơn 10 là cái range này nè. Đó chính là nguyên cái cột này. Và bây giờ chúng ta không dùng B3 nữa mà chúng ta cho cái cột đó nó phải lớn hơn 10. Và lớn hơn 10 khi chúng ta gõ cái dấu lớn chúng ta phải để trong dấu nháy đôi. Dấu lớn, dấu nhỏ, chỉ có dấu bằng là không để. Bởi vì dấu bằng bằng 10 thì chúng ta không để gì hết, chúng ta để số 10 thôi. Để số vô thì nó hiểu. Gõ dấu lớn, dấu nhỏ là nó phải có dấu nháy đôi. Thì như vậy nó sẽ thực hiện như sau, nó sẽ lấy cái điều kiện đi tìm trong này, cái nào lớn hơn 10 thì lấy bên đây cộng lại, lớn hơn 10 cộng lại lớn vân, và cho ra kết quả. À, đây là một cái dạng điều kiện khi chúng ta đưa vào trong công thức SUMIF. Là SUMIF ha. Hàm số 3. Hàm thống kê chúng ta dùng count. Dùng hàm count. Hàm đếm. Count thì chúng ta mở ngoặc bằng hàm count. Count thì ở bên trong nó là v, bao gồm v1, value đó, v2, v.v. Đó. Thì cái hàm này nó đi đếm các cái v này là bằng number. V là number. Có nghĩa là chỗ nào số thì nó đếm. Thì lấy ví dụ như thầy đếm coi thử từ đây tới đây là bao nhiêu cái hàng mà có chữ số, thì chúng ta sẽ dùng hàm count. Chúng ta đếm từ trên xuống dưới, đóng ngoặc thì nó sẽ cho ra được là 16. Nhưng nếu bạn vô chỗ này, bạn nhập vô một cái test nào đó, ví dụ số 7, bạn không gõ số 7 mà bạn gõ chữ 7 thì nó loại cái ô đó ra, nó chỉ còn 15 thôi. À, tức là đếm trong này coi thử bao nhiêu số.
Được nha. Bạn để trống thì nó coi như nó bỏ qua. Bạn gõ số 0 thì nó lại đếm 16. Nó để trống nó khác số 0 nha. Đó. Đây, lấy ví dụ như là bây giờ giả sử như người ta yêu cầu bạn tính thử là ở đây có tổng cộng bao nhiêu, trong tháng này là có bao nhiêu nhân viên bán ra. Ví dụ ở đây nó không trùng tên đi, có thể nó khác tên hay gì đó, thì bây giờ chúng ta đếm tổng hết luôn bao nhiêu, bao nhiêu thì làm sao chúng ta đếm, bởi vì đây là test, là ký tự không à, cho nên chúng ta dùng hàm khâu chắc chắn không được. Mà hàm khâu không được thì chúng ta sẽ sử dụng hàm tiếp theo, đó là hàm khâu ta. À, hàm khâu, khâu ta, khâu có chữ A nữa, cũng V1, V2, ... nghĩa hàm này là đếm các cái V bằng number and and test. Nó đếm cả số và cả test luôn. Ví dụ như đặt vô đây câu ta, web chọn nguyên cái nắm này, đóng ngoặc enter, nó ra 16. Ví dụ chỗ này người này không phải tên Mai đâu, tên Hai, cũng ra 16, đúng không? Nhưng mà thay vì gõ chữ 2 này nó mệt quá, sao gõ luôn số 2 đi cho nó dễ, thì nó vẫn là 16. Tức là cả số và cả test luôn. Nắm được chưa? Đó. Còn một hàm, thêm một cái nữa. Đó là hàm câu blank. Bên trong này là V1, V2 gì đó không vâng. Hàm này để làm gì? Hàm này để đi đếm các cell là bằng rỗng, có nghĩa là những cái ô để trống. Ví dụ chúng ta làm cái này, sau đó chúng ta nhập và chúng ta quên nhập cái tên của người này đi. Chúng ta thống kê thì chúng ta thấy bên đây là 16, nhưng tại sao đếm số người thì còn có 15. Thì lúc đó chúng ta xem thử là chúng ta bị sót bao nhiêu người. À, sót 2 người, đúng không? Sót 1 người đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm là count_len. Sau đó chúng ta dùng một cái range, quét chọn cái range, chúng ta đóng ngoặc nó lại. Thì như vậy nó sẽ cho chúng ta biết là chúng ta để trống mất một ô. Sorry, call plan chỗ này là range, một cái dãy ô nào đó. Đây nha. Ủa nãy chỗ này tên gì quên mất tiêu rồi ta. Tên Mai này. Mai. Rồi. Cái này sửa nó lại là branch. Đây. Vấn đề bây giờ người ta yêu cầu bạn là đếm trong cái nhân viên bán hàng này trong tháng này. Bây giờ không phải tính tổng trị giá nữa, mà đếm coi thử mỗi người như vậy ra được mấy đơn hàng. Đếm thử số đơn hàng. Ra được bao nhiêu? Ví dụ Kim là 1 đơn nè, 2 đơn nè, 3 đơn nè. Đó, những người tên Kim là có 3 đơn hàng. À, sorry, tên Kim bán được 3 đơn, tên Lan bán bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ thống kê nó lại.
bằng cách chúng ta đếm ở trong này có bao nhiêu lần kim xuất hiện, là lúc đó là bấy nhiêu đơn đúng không? Thì bây giờ chúng ta đếm trong đây bao nhiêu lần tên kim, thì chúng ta sẽ dùng đếm, dùng hàm count. Và tên kim thì chúng ta phải là count F. Chúng ta không dùng hàm count được mà chúng ta dùng hàm count F. Hàm số 6 đó là bằng count F range giấy địa chỉ cần so sánh phẩy quy ra điều kiện. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Làm câu ít thì nó dễ hơn, tức là đếm có điều kiện. Làm này là đếm có điều kiện. Rồi, quay lại cái ví dụ của mình ở đây. Đếm có điều kiện là đếm sao? Đếm trong đây bao nhiêu đơn hàng của kim bằng count F. Đếm trong cái dãy này nè. Đó. Phẩy bao nhiêu lần kim bán ra? Kim. Đúng không ạ? Như vậy nó cho kết quả là 3. Vấn đề là người ta nếu mà biểu đếm trên kim không á, thì đơn giản có ô này. Cho nên chúng ta không cần phải cố định, không cần gì hết. Nhưng mà thống kê cả bảng thì chúng ta phải vừa coi lại địa chỉ. Thứ nhất là thay vì thầy gõ chữ kim thì thầy lấy giá trị trong ô này. Rồi cái ô này đã đếm cho những người khác thì phải kéo xuống. Mà kéo xuống thì cái bảng này không cố định là nó sẽ chạy theo. Anh à, bảng A3A18 nè. Nó sẽ chạy theo. Cho nên chỗ này chúng ta muốn không cho nó chạy thì chỉ còn cách là lấy dây trói nó lại. Ủa, lấy tiền trói lại. Lấy đô cho nó phát đô vô. Đúng không? Cho tiền dụ nó ở lại, đừng cho nó đi. Enter. Rồi, kéo nó xuống lại. Thì nó đếm là 3 người tên Trinh trong cái dãy ô này. Đó. 5 người tên Mai. Ủa quên, Mai bán được 5 đơn hàng. Rồi 3 này 2, rồi 5, rồi 3, 3. Đó, đó là số đơn hàng. Hai cái hàm câu if và sum if là hai hàm sẽ có trong đề thi, không chạy đâu khỏi hết. Cho nên hai cái hàm này muốn lấy điểm thì phải làm được. Nó rơi vào cỡ câu số 7, số 8. sum if, câu if. Rồi, đó là chúng ta dùng công thức để chúng ta thống kê. Thì ngoài cái việc thống kê bằng công thức thì người ta sẽ cho phép bạn là thống kê bằng các cái công cụ thống kê. Chúng ta có hai công cụ thống kê, thực ra có ba cái chính, nhưng mà ở đây với cái này thì cái pivot table thì chúng ta ít. Chúng ta có hai công cụ. Một là chúng ta sẽ dùng hai cái thực hiện thống kê total sales location. Cái câu này chặt lắm nè, không phải đâu. Hai cái chính đó chính là thống kê bằng subtotal, và cái thứ hai là chúng ta thống kê bằng pivot table. Pivot table, nhưng mà pivot table này không có thi à, và nó khó thống kê, cho nên giới thiệu để cho bạn biết thôi. Còn chúng ta
học thì chúng ta sẽ thống kê bằng subtotal. Bạn muốn thống kê bằng subtotal thì chúng ta phải làm hai bước để thống kê. Chúng ta phải làm hai bước, đó chính là bước 1 và bước 2. Xong. Đó, đủ hai bước thôi. Rồi, bước 1 làm gì? Bước 1 thì người ta sẽ yêu cầu bạn thực hiện thống kê total sale theo sales person, tức là thống kê tổng trị giá theo nhân viên bán hàng. Tổng trị giá theo nhân viên bán hàng. À, câu này dịch ra tiếng Việt là thống kê tổng trị giá theo nhân viên bán hàng. Và chú ý nha, những cái câu mà yêu cầu bạn thống kê subtotal thì người ta luôn luôn có cái câu là sử dụng subtotal. Khi nào mà người ta yêu cầu bạn sử dụng subtotal thì lúc đó chúng ta mới thống kê bằng subtotal nha. Còn người ta yêu cầu cái bảng này mà như thế này mà bạn thống kê subtotal là sai. Đó. Người ta cho cái bảng như thế này và người ta yêu cầu bạn thực hiện bảng thống kê mà bạn dùng subtotal là sai nha. Câu đó không tính điểm. Còn khi nào mà người ta yêu cầu thống kê tổng trị giá hoặc là thực hiện bảng thống kê sử dụng subtotal. Thì để thực hiện như vậy thì chúng ta coi thử là cái đề yêu cầu mình là thống kê theo cái gì thì chúng ta phải sắp xếp theo cái đó. À, chúng ta sẽ thực hiện sắp xếp bảng dữ liệu theo yêu cầu đề bài. Ở đây bạn thấy là người ta yêu cầu bạn là theo nhân viên bán hàng thì chúng ta phải đi xếp theo nhân viên bán hàng. Muốn sắp xếp theo nhân viên bán hàng trong cái bảng dữ liệu, chúng ta quét chọn bảng kể cả tiêu đề cột luôn, trừ tổng cộng ra, bởi vì total thì không có gì để xếp, total thì nó nằm ở dưới rồi, cho nên là chúng ta quét chọn trừ cái hàng đó ra. Sau đó các bạn muốn sắp xếp dữ liệu, chúng ta có hai chỗ. Thứ nhất, chúng ta vào menu Home, chúng ta có công cụ Sort and Filter. Và chúng ta có công cụ Custom Sort. Đây. Hoặc chúng ta có thể vào trong Data, chúng ta cũng có công cụ là Sort and Filter. Chúng ta chọn Sort. Như nhau. Rồi, sau đó bạn sẽ thống kê theo cái gì thì chúng ta sẽ đưa điều kiện vô đây. Theo nhân viên bán hàng thì chúng ta chọn nhân viên bán hàng. Sẽ có một số trường hợp khi các bạn chọn thì nó không lên nhân viên bán hàng mà nó lên cột ABCD. Bởi vì bạn quên tích vào cái chỗ là My Data Header. Bạn phải tích vào đây thì nó lên được cái tên cột. Nó sẽ sử dụng dữ liệu của tôi để làm cái header, làm tiêu đề. Thì chúng ta sẽ là nhân viên bán hàng. Sắp xếp theo thứ tự từ A tới Z là tăng dần. Giảm dần thì là tương ứng. À, máy này dễ rồi. Rồi, sau đó chúng ta ok là xong. Còn ví dụ như ở đây nếu như sắp xếp theo nhân viên bán hàng mà nếu trùng thì chúng ta thêm cái gì? Nếu trùng tên thì chúng ta sẽ sắp xếp theo khu vực, theo thứ tự là từ nhỏ tới lớn. Nó sẽ xếp theo thứ nhỏ tới lớn. Và bây giờ chúng ta ok. Thì bạn thấy là nó sẽ dồn lại những người tên Dung Dung theo thứ tự từ theo khu vực ha, 1 2 3, kim 2 3 3, Lan Lan, Mai Mai, Trinh Trinh, gì đó.
Như vậy là chúng ta xong bước thứ nhất, là chúng ta đã thực hiện sắp xếp bảng dữ liệu. Bước thứ hai, chúng ta vẫn quét chọn bảng dữ liệu. Nhớ là có quét chọn bảng dữ liệu nha. Sau đó các bạn vô trong cái phần data, trong nhóm lệnh outline. Ta vào trong data, trong nhóm lệnh về outline, ta chọn vào cái lựa chọn cái công cụ là subtotal. Như vậy thầy sẽ thực hiện nó như sau. Quét chọn bảng dữ liệu, dĩ nhiên là chúng ta có cả tiêu đề nha, và không có cái total. Sau đó trong đây chúng ta sẽ vào trong nhóm lệnh về outline, chúng ta sẽ chọn công cụ subtotal, thì nó sẽ lên được cái hộp thoại subtotal. Chúng ta đọc kỹ cái đề. Người ta yêu cầu mình là thống kê tổng giá trị theo nhân viên bán hàng. Tổng thì chúng ta chỗ này chúng ta chọn hàm sum, hàm câu đếm trung bình, max min, product câu number vân vân, phân phối chuẩn gì đó vân. Ở đây chúng ta dùng sum tổng. Tổng gì? Tổng trị giá. Trị giá thì chúng ta chỗ này chúng ta sẽ chọn là trị giá. Còn nếu mà chỗ này người ta yêu cầu thống kê tổng số lượng thì chỗ này chúng ta phải chọn số lượng nha. Theo nhân viên bán hàng thì chúng ta trên này chúng ta sẽ chọn theo nhân viên bán hàng. Thấy không? Như vậy đọc lại nè. Thống kê tổng nè, trị giá nè, theo nhân viên bán hàng nè. Và bây giờ chúng ta ok thôi. Đây bạn thấy là nó subtotal lại những người tên, trị giá của Dung nè, trị giá của tổng của Kim nè, tổng của Lan nè. Bạn muốn thu nhỏ này thì bấm cái dấu trừ này, gom lại đó. Còn muốn biết chi tiết thì mở dấu cộng ra. Dung bán được chừng này bởi vì bán số lượng bán cho khu vực đó. Đó. Bán khu vực 1 được chừng này tiền, khu vực 2, khu vực 3. Rồi đó là subtotal. Nếu như bạn muốn bỏ subtotal thì chúng ta quét lại, quét cái bảng. Sau đó chúng ta sẽ lại vô trong data outline subtotal và chúng ta chọn remove all, chọn gỡ bỏ hết đi thì nó ra lại cái bảng bình thường. Rồi thêm một cái nữa này, có gì vui không? Tổng bài này định nghĩa tên, tức là chúng ta sẽ dùng name box chỗ này nha, sử dụng tên, tính cột thành tiền, thực hiện bảng thống kê, sắp xếp, tích ra danh sách, dùng chức năng conditional formatting. Rồi các bạn làm thôi tới đây, giảng nhiều quá rồi, để coi thử, rồi nó đi ngủ hết ráo rồi, hay quá trời luôn, nãy giờ nó tắt cam nó